Top 5 kiểu tóc nam mặt gầy dài đẹp và mới lạ nhất. Việc lựa chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp với gương mặt tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt, tạo cảm giác mới mẻ cho bản thân, khiến bạn hấp dẫn và thu hút hơn. Nếu bạn là người sở hữu gương mặt gầy dài, thì nên lựa chọn kiểu tóc như thế nào để phù hợp. Cùng Nam Lê khám phá ngay bộ sưu tập những kiểu tóc nam đẹp dành cho những bạn nam có gương mặt gầy dài qua clip dưới đây nhé. 1. Kiểu tóc nam undercut. Kiểu tóc undercut chính là Kiểu tóc đầu tiên nằm trong bộ sưu tập cho các bạn nam có gương mặt gầy dài. Kiểu tóc undercut với sự kết hợp giữa tóc cạo ở xung quanh và tóc lượn sóng ở giữa chắc chắn sẽ giúp thật trẻ trung và hơi phá cách đấy nhé. Kiểu tóc undercut rất được phái mạnh yêu thích, tin tưởng và lựa chọn. 2. Kiểu tóc nam mái ngố hay đầu nấm. Kiểu tóc nam mái ngố đầu nấm có thể phù hợp cho tất cả các khuôn mặt thể, nhưng đặc biệt nhất đó chính là khuôn mặt gầy dài. Với khuôn mặt gầy dài khi kết hợp cùng kiểu tóc mái ngố, sẽ làm nổi bật lên những ưu điểm, trên khuôn mặt cũng như che đi những góc cạnh giúp khuôn mặt trông đầy đặn hơn, hài hòa hơn. 3. Kiểu tóc nam tỉa lay ở Kiểu tóc tỉa lay ở sẽ biến khuôn mặt dài gầy của bạn trở nên đầy đặn và cân đối hơn. Kiểu tóc này cũng rất dễ để tạo kiểu, phần tóc được cắt tỉa theo lớp và phần tóc mái treo ôm sát vào gương mặt, chỉ cần một ít gel là bạn có thể tạo được kiểu tóc đẹp. Ngọt ngào, lãng mạn là những gì bạn có thể cảm nhận được từ kiểu tóc đẹp mắt này. 4 kiểu tóc rẽ ngôi lệch và uốn nhẹ. Thêm một kiểu tóc vô cùng đẹp dành cho các bạn nam sở hữu gương mặt gầy dài. Đó chính là kiểu tóc rẽ ngôi lệch và uốn nhẹ, biến hóa cánh mày râu trở thành một quý ông lịch lãm. Để sở hữu kiểu tóc này bạn chỉ cần chải lệch phần tóc mái rồi uốn xoăn một chút, những khuyết điểm trên gương mặt dài như biến đi mất. 5. Kiểu tóc textured crop. Đây là một kiểu tóc nằm trong bộ sưu tập tóc nam mặt gầy dài. Kiểu tóc này mang phong cách Hàn Quốc hiện đại. Kiểu tóc textured crop sẽ được tạo kiểu bằng cách tạo nên những kết cấu khá lộn xộn, nhưng vẫn nằm trong một trật tự nhất định. Điều này tạo nên sự thú vị cho mái tóc, đồng thời vẫn giữ được sự gọn gàng cần có.